Xin chào mọi người. If this is the first time that you visit my channel, please turn on CC for English subtitles and enjoy. Ta-da! Mình là Chim đây. Chào mừng các bạn đã đến với tập khởi động của Chim Chim TV. Hôm nay như một ngày rất đặc biệt, mình được sở hữu phiên bản bản quyền của hai phần mềm mà mình rất là quen thuộc, Windows 10 và Office 2019. Thế nên, mình xin phép được unbox để giới thiệu đến mọi người xem bên trong hộp của mỗi phần mềm sẽ như thế nào nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Tên tên, đây là hình ảnh thực tế của phiên bản hộp hai phần mềm Windows và Office. Lý do mình quyết định thực hiện video này đó là bởi vì trước khi mình tạo hai hộp phần mềm này về, mình đã từng rất là đắn đo, bởi vì mỗi phần mềm thì đều có rất nhiều mức giá và cũng như rất là nhiều option khác nhau để lựa chọn. Thế nên video này nhằm cung cấp thêm cho các bạn một vài thông tin để các bạn có thể có sự lựa chọn đúng đắn và tiết kiệm nhất. Trên tay mình chính là Windows 10 phiên bản Home, ngoài ra nó còn một phiên bản nữa là phiên bản Pro. Sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản Home với phiên bản Pro đó là ở phiên bản Home này chúng ta sẽ không có một vài tính năng bảo mật cũng như là lập trình dữ liệu như ở phiên bản Pro cung cấp. Mình xin xoay phần hộp để các bạn có thể thấy được những góc độ khác nhau của sản phẩm. Ở phần trên đó có phần mã vạch cũng như tem ghi chú nguồn gốc xuất xứ. Thôi nói nhiều quá rồi, bây giờ mình sẽ unbox thôi các bạn nhé. Mình xin nói sơ qua là Windows 10 bản Home này có một số dạng keys chính. Thì có một số dạng dành cho doanh nghiệp và một số dạng dành cho cửa hàng bán lẻ, tức là dành cho cá nhân. Và phiên bản trên tay mình đây chính là phiên bản keys dạng FPP, tức là khi bạn gỡ keys ở một máy bạn đã cài đặt, bạn có thể đem keys để đem qua các máy khác. Ngoài ra còn có dạng keys OEI, OEM, tức là dạng keys bạn sẽ cài một lần và khi cái máy đó bị hư, bạn không thể cài đặt vào phần cứng của máy khác nữa. Bóc tem phần hộp xong rồi, bây giờ chúng ta tiến hành rút ruột thôi. Woo, đặt vào mắt mình có thể thấy ngay bên trong là một quyển sách được in hình cửa sổ Windows màu xanh dương cực kỳ nổi bật. Ngoài ra kế bên đó là một tấm thẻ license. Đây là một tấm thẻ license của Windows 10. Thì trong thẻ này nó sẽ có mã số để mình nhập vào khi mình cài đặt. Đây các bạn có thể thấy phần trên nó sẽ có các thông tin, keys và dạng hướng dẫn sử dụng. Phần dưới nó sẽ có một cái mã số, mình xin phép mình sẽ che cái mã số này lại. Đồng thời nó sẽ đi kèm thêm một quyển sách hướng dẫn. Thì đây nó sẽ là cái bước để cài đặt Windows. Và một cái USB. Ở đây nhà sản xuất đã rất là nghĩ tới người sử dụng. Họ đã làm một cái tem để giật cái USB lên thế này cho nó dễ dàng và gọn nhẹ. Thực ra lúc đầu mình cũng đã từng thấy rất là nhiều keys giá rẻ trên mạng. Thế nhưng sau một quá trình tìm hiểu, mình quyết định mua những sản phẩm hộp như thế này vì mình cảm thấy nó tôn trọng bản quyền cũng như nhà sản xuất của sản phẩm hơn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng xem bộ phần mềm văn phòng thần thánh Microsoft Office các bạn nhé. Microsoft Office có hai dạng, đó chính là Office 365 và Office theo từng mùa. Hiện tại trên tay mình chính là phần mềm Office Home and Business 2019. Mỗi phần mềm chỉ cài được cho một máy tính cá nhân hoặc là một máy Mac mà thôi nhé. Đối với các sản phẩm mua từ cửa hàng bán lẻ như thế này, thì ở phần trên của hộp chúng ta có phần mã vạch và phần tem chứng nhận đến từ Microsoft các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy còn chần chờ gì nữa mà không mau mau unbox hộp phần mềm này thôi. Mình cũng xin được chia sẻ luôn sự khác biệt giữa phần mềm Office 365 với các phần mềm Office theo mùa. Đối với phần mềm Office 365, các bạn sẽ phải trả tiền theo từng năm cho nhà sản xuất để hưởng những bản cập nhật mới nhất.
Tuy nhiên số tiền trả sẽ ít hơn một phiên bản theo mùa. Những phiên bản như 2013, 2016, 2019, các bạn sẽ được chọn bộ phần mềm và chỉ cần trả tiền một lần mà thôi. Tuy nhiên, nhược điểm của phần này có nghĩa các bạn sẽ không được hưởng bản cập nhật vá lỗi về sau. Phần mềm trên tay mình chính là phiên bản Home and Business, được hợp thức hóa khi đưa vào các hoạt động thương mại. Ngoài ra, nó còn có phiên bản Home and Student để phục vụ cho các mục đích cá nhân hoặc mục đích giáo dục. Chúng ta có thể thấy dòng chữ bên dưới Product Keys Only, No Dish, có nghĩa là nhà sản xuất đã nhấn mạnh rằng phía bên trong không có đĩa mà chỉ có một thẻ ghi mã số người dùng phần mềm mà thôi. Một điểm chung chúng ta có thể thấy giữa phần mềm này và phần mềm Windows 10 đó chính là với việc phát triển của các máy tính đời mới thì việc lược bỏ ổ đĩa đã khiến cho các phần mềm dịch chuyển sang hướng các bạn sẽ cài trực tiếp từ trên mạng hoặc các bạn chỉ có một cổng USB để cắm phần mềm và cài đặt vào máy mà thôi. Đây chính là phần thẻ ghi mã số phần mềm với thông tin về Product Keys và phần mã để nhập vào. Ngoài ra trong hộp chỉ còn một mẫu giấy đơn giản hướng dẫn trình tự các bước thực hiện cài đặt phần mềm mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi xong video tám nhảm ngoài lề để khởi động cho channel của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe channel của mình để cùng nhau đón xem những video cực kỳ thú vị sắp tới trên Chimsim TV nhé. Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ shop của chúng mình tại Facebook và Instagram Tổ Sinh Decor Shop. Tại đây các bạn có thể mua được những vật phẩm trang trí rất đáng yêu và khá là nhiều vật phẩm trong số đó chính là thiết kế của chính chúng mình. Với mọi sự ủng hộ của các bạn có nghĩa là các bạn đã góp một phần để giúp chúng mình duy trì channel này rồi đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé. Bye bye.